Chị Nào Huỳnh xin gửi lời chào đến ông bà mục sư Phin, các bác cô chú anh chị em trong hội thánh. Chị Nào cảm tạ Chúa nhiều lắm là cho hai vợ chồng em được quay lại đây lần thứ hai để hầu việc Chúa và hát tôn vinh Chúa. Chị Nào cảm tạ Chúa nhiều lắm vì thực sự là Chúa ban phước trên đời sống của Tina và vợ chồng em rất là nhiều. Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày có Chúa đi cùng, Tina thấy có được cái sự bình an thật. Thực sự là trước đây Tina chưa có biết Chúa, rồi sau khi gặp người chồng của mình là Hoàng Nam, chồng của Tina là người mà đã làm chứng về Chúa cho Tina. Dù là Tina trong thời gian đầu rất là cứng lòng và không có mở lòng để tiếp nhận Chúa, nhưng mà sau khi Tina được tiếp nhận Chúa và được kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân, thì Tina thấy rằng là sao rất là tiếc là mình không được biết Chúa sớm hơn. Vì nếu mà Tina được biết Chúa sớm hơn thì đời sống mình thì được được có cái sự bình an thật và được lãnh nhận cái sự ân phước của Chúa càng sớm hơn. Tina trước đây khi chưa biết Chúa thì Tina muốn chia sẻ về mình trước đây khi mình chưa được gặp Chúa. Tina là người chị cả trong gia đình. Tina có ba em trai. Bốn anh chị em của Tina sống với ba của Tina từ lúc Tina 16 tuổi. Vì ba má của Tina đã chia tay nhau. Tina biết rằng đôi khi trong đời sống mình, ba mẹ của mình và những người xung quanh, mình không có điều khiển, control được những điều xảy ra, mình không có biết trước được điều gì. Và Tina cũng không có trách ba hay má của Tina vì Tina biết rằng là mọi người đều có cái hoàn cảnh riêng của họ và cái tâm sự riêng. Thì Tina là một người chị, đôi khi cũng cảm thấy rất là nhiều sự áp lực vì một người chị và đôi khi cũng là một người mẹ trong gia đình chăm cho ba em trai của mình. Thì trong thời gian 16 tuổi thì Tina vừa đi học và đi làm và có nhiều cái sự riêng tư và tâm sự buồn, có nhiều cái điều rất là buồn trong lòng mà Tina không có thể chia sẻ được với ai hết. Tina rất là gần với mẹ từ lúc bé cho nên lúc nào cũng thích được. Thường quý vị biết là con gái thích được tâm sự với mẹ nhiều hơn là tâm sự với ba. Và Tina thấy rằng là mỗi lần đến cái dịp holidays hoặc là Giáng sinh hay Thanksgiving thì Tina thấy những lúc đó Tina thấy rất là tủi thân trong lòng vì mình không có một gia đình trọn vẹn và có được một bữa ăn thật là ấm cúng, đầy đủ gia đình. Và đôi khi nhiều lúc mà Tina cũng tự so sánh mình với bạn bè của mình xung quanh mình. Tại sao đời sống của họ, gia đình họ rất là khác gia đình của mình. Và thực sự là Tina đã bị tủi thân trong lòng rất là nhiều. Và đó làm cho mình sanh lên cái sự trầm cảm. Và mình càng ngày mình càng giữ những cái gánh nặng đó, những cái điều rất là buồn trong lòng của mình mà cô không có chia sẻ được với ai. Thì quý vị cũng biết thường người trẻ thì đôi khi mọi người mà có cái sự buồn bã thì họ đi ra ngoài kiếm những cái niềm vui bên ngoài để che lấp đi những cái điều đó tạm thời thôi. Nhưng mà thực sự khi mình đi về lấy phòng mình về nhà thì có nhiều điều mình rất là buồn và mình trở lại cái sự cô đơn nó tràn ngập trong đời sống của mình thì mình cũng không có làm gì được. Mình thấy cái sự tuyệt vọng nó rất là lớn. Và Tina nghĩ rằng là trong đời sống mình trước đây mình không có cái không có thể ai hay có cái điều gì đó có thể thay đổi được đời sống mình và làm cho mình có được sự hạnh phúc hay bình an thật. Vì lúc đó mình đã tuyệt vọng rất nhiều, mình có nhiều cái sự tủi thân trong lòng, mình cũng bị mặc cảm và cũng trầm cảm rất là nhiều. Cho nên là Tina nghĩ rằng là Tina cứ đi kiếm những cái điều vui bên ngoài và cứ sống như vậy và không có một cái mình không có nhìn về tương lai một cách rất là sáng hoặc là rất là kêu là optimistic. Cho nên rằng là cảm tạ Chúa rằng là lúc đó khi Tina được thực sự gặp Chúa và kinh nghiệm Chúa thì Tina cách Tina nhìn đời sống mình rất là khác. Tina không có nghĩ rằng một người tuyệt vọng như Tina trầm cảm và đôi khi Tina lúc hồi trẻ cũng có nghĩ đến những cách mà để kết thúc đời sống của mình vì mình rất là đau buồn nhiều cái quá mà mình đôi khi mình chịu không nổi vì sức của mình có hạn. Nhưng mà cảm tạ Chúa là khi Tina được kinh nghiệm Chúa, Tina thấy rằng là dù đời sống mình không có được trọn vẹn trong gia đình và có sự thiếu thốn, nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa lúc nào cũng yêu thương Tina và Chúa cho mình được cái sự bình an thật
mà không ai có thể cho mình được, chỉ có Chúa mới cho mình cái điều đó. Và cái điều đó là cái điều bình an thật lâu dài mà lớn nhất trong đời sống của Tina. Cho nên rằng sau này Tina được tiếp nhận Chúa, Tina rất là tiếc là sau mình không được biết Chúa sớm hơn, để đời sống mình có được sự bình an thật sớm hơn và mình sống một đời sống rất là bình an và hạnh phúc. Nhưng mà cảm tạ Chúa là Chúa rất là thương Tina và cho Tina được biết Chúa, và cũng cho Tina một người chồng rất là yêu mến Chúa và kính sợ Chúa. Cho nên là cảm tạ Chúa điều đó vô cùng, vì quý vị cũng biết đôi khi một người ca sĩ, Tina cũng đi chung với chồng của mình gặp những ca sĩ khác trong giới và có nhiều cái sự cám dỗ trong cái công việc đó. Nhưng mà cảm tạ Chúa nhiều lắm là cho chồng của Tina rất là kính sợ Chúa và làm cho hai vợ chồng lúc nào cũng tin tưởng nhau. Có nhiều người hỏi rằng là hai vợ chồng lấy nhau có bao giờ ghen này kia không vì có người chồng ca sĩ. Nhưng mà thực sự Tina muốn chia sẻ rằng là Chúa cho hai vợ chồng em có được sự tin tưởng vào Chúa và hai em rất là kính sợ Chúa. Cho nên rất là lúc nào hai em cũng tin tưởng nhau và biết rằng là đây là người mà Chúa chọn cho hai em. Cho nên lúc nào hai em cũng trân trọng cái điều đó và muốn sống một cách nào để đẹp lòng Chúa. Cho nên Tina cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa đã thay đổi cái đời sống của Tina và cho Tina một đời sống mới. Và Tina lúc nào cũng muốn được hát tôn vinh Chúa, được chia sẻ về những ân phước của Ngài, vì Ngài đã làm quá nhiều trên đời sống của Tina và chồng của Tina. Giờ phút này Tina muốn dâng lên Chúa một bài hát mang tên là Tạ ơn Chúa, qua sáng tác của nhạc sĩ David Đông. Tina xin mời quý vị cùng hòa lòng với Tina dâng lên Chúa bài hát này. Cho con cuộc đời mới, tạ ơn Cha xuống phước ơn cho đời sống con. Con cảm ơn Cha luôn gìn giữ, Cha dẫn đưa con suốt ngày đêm. Cha là thuẫn che, là nơi náo nương đời con. Tạ ơn Cha đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Cha trong đời.
trên hết mọi